Chính chủ cần bán nhà xây mới 4 tầng tại tổ 11, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhà có diện tích là 31m², được xây mới và thiết kế là 4 tầng. Đấy, đang được chúng tôi đã đi vào hoàn thiện, thì đã hoàn thiện được khoảng tầm 95% ngôi nhà rồi. Đấy, hiện tại là tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Mọi người có thể thấy là cái đường ở trước nhà là rộng 3m. Đấy, xe máy này có thể là tránh nhau thoải mái. Toàn bộ hệ thống mặt tiền của ngôi nhà là được ốp bằng gạch granite. Hệ thống cửa chính của chúng ta thì sẽ có cửa hai lớp, ở phía bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và phía bên trong là được sử dụng bằng cửa nhôm kính cao cấp. Đấy, đây là toàn bộ 4 tầng của ngôi nhà đây. Đấy, đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.900.000.000 đồng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ cái chi phí sang tên sổ đỏ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong từng tầng, từng phòng của ngôi nhà cho mọi người có thể biết. Thì hiện tại là tôi đang đứng ở phía bên trong tầng 1. Mọi người có thể thấy là tầng 1 của chúng ta sẽ được thiết kế là bao gồm là hai phòng ở phía bên ngoài đây, đó chính là phòng khách, và phía bên trong là phòng bếp cộng với lại một nhà vệ sinh phụ. Mọi người có thể là nhìn qua lại toàn bộ cái vị trí phòng khách ở tầng 1 đây. Gạch đất nền là chúng tôi là sử dụng là gạch granite 60-60 loại 1. Toàn bộ hệ thống trần sử dụng là trần thạch cao cùng với đèn điện là đèn LED. Toàn bộ hệ thống sơn tường đều được sử dụng là sơn dơ tun, được bả và sơn hai lớp rất là kỹ. Đây là khu vực bếp. Đấy, thì hiện tại là chúng tôi chưa lắp được tủ bếp lên, nhưng cái tủ bếp chúng tôi sẽ sử dụng là tủ bếp bằng gỗ lim Nam Phi. Ở tầng 1 thì sẽ có một nhà vệ sinh phụ. Nhà vệ sinh là sẽ có là đầy đủ cái hệ thống bồn cầu này. Đấy, sẽ có hệ thống gương, hệ thống vòi rửa, vòi xịt, và có luôn cả hệ thống máy bơm nước dùng để bơm nước cho toàn bộ ngôi nhà. Đấy, cái hệ thống tay vịn cầu thang là chúng tôi là sử dụng là bằng tay vịn bằng gỗ lim Nam Phi cùng chất liệu với lại cái chất liệu gỗ để làm tủ bếp. Toàn bộ hệ thống mặt bậc và cổ bậc cầu thang là chúng tôi cũng ốp bằng đá granite. Sau đây tôi mời mọi người đến tham quan ở phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà. Với thiết kế là 31m², đấy, có hướng chính là hướng đông bắc, thì mỗi một tầng là chúng tôi là sẽ có một phòng. Đấy, tầng 2 là sẽ có một phòng ngủ. Đấy, diện tích rất là rộng, có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Đã lắp sẵn cái hệ thống ống chờ để lắp điều hòa. Đấy, trần thạch cao, đèn LED, sơn tường, hệ thống đèn ngủ. Và đây là cái khu vực nhà vệ sinh. Toàn bộ cái hệ thống gạch ốp nát là chúng tôi là sử dụng là gạch ốp nát hàng loại 1, kích thước là 30-60. Đấy, có cửa sổ mở ra ô dính rời đây để thông thoáng cho toàn bộ ngôi nhà. Trong nhà vệ sinh của tầng 2 này thì chúng tôi đã lắp đặt hoàn thiện đầy đủ hết cái hệ thống bồn cầu này, hệ thống lavabo, hệ thống vắt khăn, hệ thống gương và hệ thống sen vòi. Đấy, có cửa sử dụng là bằng cửa nhôm kính cao cấp. Sau đây tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 thì chúng ta là sẽ có thiết kế là tương tự như nhau. Đấy, sẽ có một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh. Đấy, thiết kế tương tự như nhau thôi. Đấy, cửa sổ ở bên ngoài này. Ban ngày mà tôi không bật điện. Đấy, nhưng mà cái ánh sáng luôn luôn đủ. Đây là khu vực nhà vệ sinh, thiết kế giống hệt cái tầng 2 thôi. Đây, mọi người có thể là quan sát lại toàn bộ cái không gian của cái phòng ngủ ở trên tầng 3. Sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4. Thiết kế của tầng 4 là sẽ có là một phòng thờ, một sân phơi và cái khu vực để máy giặt. Và có thêm một nhà vệ sinh nữa. Đây, thiết kế nhà vệ sinh thì tương tự như ở tầng 2 và tầng 3 thôi. Đây.
ở phía bên ngoài này, đó chính là cái hệ thống để máy giặt và khu vực sân phơi. Đấy, chúng tôi đã lắp đặt hoàn thiện hết. Đây là cái khu vực ở phía sân phơi này, chúng tôi đã làm hoàn thiện cái hệ thống chuồng cọp cho mọi người rồi. Tôi xin nhắc lại cho tất cả mọi người biết là chính chủ đang cần bán nhà có diện tích là 31m², có vị trí nằm tại tổ 11, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, có hướng chính là hướng Đông Bắc, đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.900.000.000 đồng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ cái chi phí sang tên sổ đỏ, hỗ trợ toàn bộ cái chi phí khi mọi người có nhu cầu cần vay vốn ngân hàng, mọi người có nhu cầu cần mua nhà hoặc xem nhà tư vấn thêm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì xin vui lòng nên like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Xin chân thành cảm ơn.